TT khẳng định chị hợp tác với Nhật Kim Anh, đang chị ngay cũng đã du lịch bên người mới. Không loại báo, không nói nhiều về vấn đề khi nào mình có tình yêu thì lúc đó mình sẽ công bố. Có là người tại của TT với đàn chị vẫn là chị em hợp tác trong kinh doanh. Đời tư của các sao Việt luôn là chủ đề bàn tán của người hâm mộ, nhất là trong chuyện hẹn hò. Mọi nhất cử nhất động của họ đều bị chú ý. Sau cuộc hôn nhân sóng gió với chồng cũ, Nhật Kim Anh liên tục bị soi bằng chứng hẹn hò vì có mối quan hệ thân thiết với nhiều đàn em kém tuổi, đặc biệt là Titi HKT cũng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với Nhật Kim Anh. Nhưng anh đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình với Nhật Kim Anh. Theo đó, nam ca sĩ cho biết mình không muốn nói nhiều về vấn đề này. Khi nào mình có tình yêu thì sẽ thông báo đến mọi người. Hiện tại mình và chị Nhật Kim Anh vẫn là chị em hợp tác trong kinh doanh thôi. Những chia sẻ của Titi đã khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và khó hiểu, bởi thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh đã đi du lịch Thái Lan cùng gia đình và tình trẻ tin đồn Lợi Trần. Nữ diễn viên phim Tiếng Sét Trong Mưa cũng không ngại khoe những khoảnh khắc hạnh phúc và rạng rỡ. Nhờ vào lời nói của nam ca sĩ cộng với loạt khoảnh khắc thân thiết của Nhật Kim Anh, Lợi Trần trong chuyến vi vu xứ Chùa Vàng, dân tình càng thêm nghi ngờ tin đồn hẹn hò của cặp đôi. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai cộng thêm mái tóc lãng tử. Bên cạnh đó, anh chàng còn có body sáu múi vạm vỡ phong độ. Dù trong bộ trang phục bụi bặm hay lịch lãm, đàn em của Nhật Kim Anh đều mang đến sự thu hút người đối diện. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cặp đôi này thường xuyên diện đồ tông xuyệt tông. Ngoài ra, họ cũng không ngại chụp ảnh khoe những khoảnh khắc tình tứ. Dù có rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ được đặt ra, được biết trước khi được đồng đoán yêu đương cùng Lợi Trần, thì Nhật Kim Anh và Titi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ khi bất ngờ chia sẻ đoạn clip cầu hôn ngọt ngào. Thành viên nhóm HKT đã quỳ gối cầu hôn nữ ca sĩ bằng những kim cương siêu to khổng lồ. Nhìn thấy món quà từ người yêu tin đồn, giọng ca sinh năm 1985 vô cùng hạnh phúc và e ấp chụp lại khoảnh khắc đặc biệt bên Titi. Thời điểm đó, nhiều người đã cho rằng cặp đôi sẽ sớm về chung nhà sau một thời gian chia sẻ nhiều hình ảnh ngọt ngào bên nhau. Tuy nhiên, sự thật là Titi và Nhật Kim Anh chỉ đang diễn một tiểu phẩm đang là xu hướng trên nền tảng TikTok. Cô cũng lên tiếng về vấn đề này để mọi người không hiểu lầm. Cả hai vì có sự kết hợp trong công việc kinh doanh nên thường xuất hiện bên nhau là điều dễ hiểu. Bản thân người đẹp cũng cảm thấy mệt mỏi về những tin đồn tình cảm xoay quanh. Tôi mệt mỏi về tin đồn hẹn hò thời gian qua. Tôi xem Titi như em trai, chúng tôi hợp nhau về tính cách nên thân thiết và gắn bó là lẽ thường. Ban đầu tôi còn cố gắng lên tiếng giải thích, nhưng giờ để mặc, ai muốn nghĩ sao cứ nghĩ. Giữa cả hai không có gì phức tạp như nhiều người suy diễn. Trước đây, Nhật Kim Anh cũng lên tiếng về mối quan hệ của mình với Titi. Nữ diễn viên cho biết tại sao mọi người cứ nhất định phải là Titi mà không phải là một người khác. Đối tượng của Nhật Kim Anh không phải là Ti. Mọi người đẩy thuyền thì mình vô cùng cảm ơn, nhưng mà hạnh phúc là của mình nên mình sẽ là người lựa chọn. Từ trước đến nay, chuyện các sao Việt bị đồn đoán hẹn hò không còn là điều xa lạ đối với khán giả. Tuy nhiên, thay vì giữ im lặng để mọi thứ qua đi, Titi đã chọn cách lên tiếng về mối quan hệ của mình và Nhật Kim Anh. Điều này đồng thời cũng khiến dư luận chú ý thêm về tin đồn hẹn hò của nữ diễn viên với Lợi Trần. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.